Con nghe nói có hai điều. Một, ngày 30 Tết cúng cơm đón ông bà. Ngày mùng 4, mùng 5 cúng cơm đưa ông bà. Thứ hai, ông bà lúc nào cũng ở với mình. Ngày 30 Tết cúng cơm để tưởng nhớ ông bà nhân dịp Tết, không có đưa ông bà. Vậy con nên làm theo điều nào? Thôi. Tại vì cái ý niệm của mình là cái gì mà vui á, thì mình luôn nghĩ tới người xa. Ví dụ nha, con của mình đám cưới, mình đều gửi thiệp mời hết bà con ông bà xa gần các nơi để mong các vị về đây ăn cái đám cưới đứa con mình. Đó là cái ý niệm là khi mình sống mình đãi nhau và luôn luôn gia đình mình có cái tiệc vui gì thì đều báo cho người thân biết đó. Ở đây cũng theo cái truyền thống đó, Tết nhất là một dịp sum họp, theo cái quan niệm là sum họp gia đình. Cho nên mình cũng nghĩ ông bà mình cũng cần sum họp, cho nên mình nói là đứa đón ông bà về ăn Tết, rồi mùng 4, mùng 5 đưa ông bà. Đó là một ý niệm, chứ ông bà ở đâu mà đón mới được. Mà thí dụ như mình đó, ông bà vô mình có biết không? Rồi thí dụ như mình đưa rồi ông bà đi mình có biết không? Rồi ông nói thôi tao thấy mày nấu cơm ngon quá tao ở đây luôn. Mình có biết không? Như vậy thì thưa đại chúng, cái chuyện đưa đón ông bà là một ý niệm. Là khi mình chúng ta là phàm là con cháu, cái gì vui thì mình luôn nhớ nghĩ, không phải chỉ người sống đây không. Bởi vì Tết nhất là dịp sum họp người sống, thì mình luôn cũng nhớ nghĩ tới ông bà là mình mời ông bà. Thì đó là ý niệm hiếu thảo, chứ không có ông bà nào đâu để mà đón mà đưa hết. Cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Ông bà nói ví dụ như là mình không biết cái ông địa ra làm sao, vậy mà bắt đầu kiếm ông làm cho ông rảnh lắm. Ông rảnh lên đó là ông thấy đứa nào để nó ở cái ông chụp cắp, cái để đứa nào lè cái nồi chuối, cái nãy chuối nào mới trả lại cho ông địa, cho con kiếm chìa khóa cũng ông nãy chuối. Trời ơi, nó làm dân địa ăn chuối sống vậy. Nhưng mà mình ý như đó là một cái ý niệm là trời ơi, tôi giao địa kiếm rồi đó, mà hãy kiếm ra cái trọng địa linh quá. Đó là ý niệm đó. Giống như Phó Hòa nói, mình dọn một cái nhà mới, mình hay có cái lễ cúng đất đai, cúng thổ địa thổ thần. Thật sự nói với các bạn và nghĩ cái đó cũng tốt chứ không có gì sai, bởi vì nó không có mất mát gì. Mình làm dĩa trái cây, mấy chung trà, hôm nay con dọn ngôi nhà mới, con xin trình cho chư vị thổ địa thổ thần ở đây biết là gia đình chúng con hôm nay dọn về đây ở, mong các vị bảo hộ cho con được an lành vui vẻ cả nhà. Đại khái vậy. Tức là một cái ý niệm là mình đi tới đâu mình cũng đều nhớ nghĩ đến những cái người mà người ta trụ ở đó. Dù mình không thấy họ là ai mà biết gì, mà con dĩa trái cây, tiếng Anh nó kêu doesn't hurt anything. Nó có tốn kém đâu, có gì đâu, không kể làm cái tự nhiên mình an cái bụng. À, mình có trình ông địa, ông thổ địa, thần tài gì, đất đai mình ở rồi. Cho quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Ngay cả dỗ cũng vậy. Tại sao mình cũng dỗ? Dỗ là một cái ngày kỷ niệm ông bà mình mất cái ngày đó. Bây giờ nếu mình không cúng là coi như vĩnh viễn mình quên hẳn ông bà rồi. Nhưng mà nhờ người của mình lập ra cái ngày đó cho nên mình không quên ông bà, không quên nguồn quên cội. Cho nên mình vẫn, mà tại sao Phật gì ở đâu mình cũng nhớ, cúng vía quá trời luôn mà ông bà mình không cúng, thiếu sót. Phật Di Đà cũng cúng vía, Quan Âm 1 năm 3 lần vía. Mình Phật nhớ hết vía Phật Bồ Tát mà ông bà mình quên, thiếu sót. Mà đạo Phật dạy cho mình rồi,
Đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người nào biết nhớ kỹ ông bà, quý thương ông bà là người đó thờ Phật chứ gì đâu. Cho nên ngày giỗ mình cúng đem có nghĩa là ông bà ở đâu đó về ăn à, nhưng mà mình luôn luôn giữ cái truyền thống và đồng thời dạy cho con cháu mình không mất nguồn mất học. Cho thưa đại chúng, Pháp Hòa đi đánh tang, Pháp Hòa cũng tụng, nhưng mà trước khi Pháp Hòa cúng là Pháp Hòa giải thích, đặc biệt là mấy em nhỏ, Pháp Hòa quan tâm mấy em nhỏ nước, giảng cho nó nghe tại sao để tang, tại sao phải cúng, sợ nó không biết, mà đây là cái cơ hội cho mình nói cho nó biết. Nói tiếng Việt, hỏi mày biết tiếng Việt không? Không biết, nói tiếng Anh. Ok, nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh khổ, rặn từ chữ mà nó đáng nói. Nói cho nó hiểu. Thôi mà nói như vậy để là chúng mình có cái ý niệm, đừng có lo chuyện đó, không cần. Bây giờ quý vị cứ theo cái lệ, hôm nay là 30 Tết, theo lệ ông bà, gia đình chúng con sum họp một nhà ăn Tết, và con cũng làm chút ít cơm canh, trào quả kính mời ông bà về ăn Tết với chúng con. Đó là cái ý niệm tốt, mình nhớ nghĩ ông bà. Mà bây giờ lỡ đi làm quá bận quên đưa, ông bà cũng tự đi. Bằng chứng, bằng chứng, con cái đi làm hết, ông bà vẫn biết đón xe bus đi chợ mà. Theo kinh sách dạy có tới 84,000 pháp môn để tu tập. Lại có vị là giải thích là 84,000 pháp ẩn. Trình thầy giải thích cho đệ tử giữa pháp môn và pháp ẩn có khác nhau. Thưa đại chúng, không có cái gì không thể nào mà list hết gọi là 84,000 pháp môn. Nhưng mà đây là một con số bên Ấn Độ nói để biểu diễn có số nhiều. Cũng giống như người Việt Nam của chúng ta, cái gì nhiều quá thì chúng ta cũng có những từ để chúng ta diễn đạt. Người Ấn Độ ngày xưa cái gì nhiều quá người ta hay nói hằng hà sa số. Hằng hà sa số nói theo tiếng Việt là số cát sông Hằng. Mà bây giờ nó cái tiếng đó nó trở thành ra Việt Nam hóa luôn rồi. Tức là chúng ta cũng nói trời ơi lo gì hằng hà sa số kìa. Tức là cái số lượng nhiều thì ở đây cũng như thế. Cái câu này chỉ muốn nói cho chúng ta biết rằng đừng có lo, thể chúng ta có khổ nào thì sẽ có thuốc đó. Và chúng sanh khổ nhiều đến giống như là 84,000 cái khổ thì Phật Pháp cũng sẽ có 84,000 pháp môn. Nhưng mà nói pháp môn mà không pháp môn gì hết, tại vì tùy bệnh mà cho thuốc. Mà đã là tùy bệnh cho thuốc thì đâu có cái pháp nào mà phải cứng nhắc một pháp nào đâu, mà phải kêu nó là không ẩn. Cho nên nói ẩn hay môn cũng là nó đó. Nhưng mà không cần phải cứng nhắc như một môn, mà chúng ta biết uyển chuyển như hồi trưa Pháp Hòa nói vậy đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ở trong chùa người ta đông người thì tới giờ cơm ta mới bắt cái ấn lên vậy nè. À, bắt ấn để chén cơm, người ta bưng cúng thì có một người giữ cái khánh ta thỉnh. Mình ở nhà tôi bác con trai có một mình nè, một tay nâng cái chén vậy, tay kẹp cái khánh vậy, cúng dường thanh tịnh pháp thân chiêu cho nó cơm chén. Đấy, mình là một mình, mình tụng đâu có cái khánh đó, là khi đông người ta thỉnh cái khánh để cho tiếng nhịp tụng cho nó đều với nhau. Một mình có loạn xạ với ai đâu mà phải đen. Ở nhà mình cứ tụng cúng bình thường, bưng chén cơm cúng bình thường, không có cần. Như rồi nãy đây rồi, không lẽ bây giờ bưng cái hộp cơm lên tụng cúng trường. Quý vị thấy không? Cho nên đó là một pháp môn để giúp cho mình định cái tâm khi mình cúng. Nhưng mà nó cũng chẳng là pháp môn nếu cần thiết cắt bớt một vài cái. Nói nó pháp môn nhưng mà không cần phô trương thì nó cũng là ẩn chứ biết có. Cho nên trong kinh nói như thế này, giống như người chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Mình bệnh
giống như người nằm chim bao thấy mình bệnh uống thuốc hết bệnh. Y chang vậy, tỉnh giấc chim bao, ủa tôi đâu có bệnh. Chẳng qua là chim bao thôi mà. Cũng như thế, bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn. Cho nên thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyễn. Bây giờ anh loạn tâm, cho nên tôi bị dạy anh niệm Phật. Một khi tâm anh định rồi thì khỏi cần niệm mà tâm anh vẫn định. Nhưng mà với anh niệm Phật chưa thuần, tôi đưa sang chuỗi cho anh làm. Nam mô về Phật bấm hộp, Nam mô về Phật bấm hộp. Đến khi anh thuần thuộc niệm Phật, anh không cần cầm chuỗi mà Phật vẫn hiển hiện từng câu ở trong đầu. Làm chuỗi là một pháp môn, mà đến khi không cần nữa thì pháp môn này là ẩn. Vậy thì môn cũng là nó mà ẩn cũng là, bởi vì nó có gì đâu để nói. Bệnh thì uống thuốc, hết bệnh thì cất thuốc. Quý vị thấy không? Có ai mà hết bệnh bưng nguyên tủ thuốc ra để không? Nè, đó, giờ tôi hết bệnh nè. Tại lúc đó tủ thuốc phải ẩn đi. Đến khi nào cần thuốc thì mang ra. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Vậy là không có nói được bệnh gì thuốc này. Bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xỉn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tê ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Bệnh nào thì có. Cho nên pháp của chư Phật cũng là tạm hết bệnh nữa. Cho nên Kinh Kim Cang mới có câu đó. Cái pháp mà còn phải bỏ, huống chi là cái không phải pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ, thì cái không phải pháp bỏ là chuyện bình thường. Quý hiểu được chỗ đó nè. Người xuất gia gieo duyên đã xuống tóc. Sau khi mãn khóa về nhà đi làm, có được mấy khắp và đậu tóc giả đi làm không? Chà, cái này cũng có ý. Thưa đại chúng thì cái đó tùy mình thôi. Nếu mà ví dụ mình đi xuất gia gieo duyên, mình phủ tóc rồi mình về nhà, nhưng mà cái công việc của mình không thể để cái tướng mình như vậy, thì quý vị cứ việc đội tóc giả và làm lại cái cuộc đời bình thường của mình. Tại vì mình đã có lỗi, phải chi mình đi xuất gia luôn sao? Gieo duyên thôi mà. Nhưng mà bởi vì khi mình trở về cái cuộc sống bình thường thì cái này nó hoặc không có kịp. Chính nó không kẹp thì thôi. Bây giờ nếu ở trong một cái hãng làm đó, mình không thể để cái tướng mình như vậy, thì buộc lòng mình phải theo cái tướng đó, chứ không có gì lỗi hết. Nếu mà mình là cái người xuất gia hẳn hồi mình vậy thì không nên. Còn mình chỉ rõ ràng, giống như ngày hôm nay nè, quý vị vô chùa, quý vị tu với con trang nửa ngày, chiều nay quý vị xả giới rồi là xong. Quý vị về nhà, quý vị sống cuộc đời bình thường, lỡ ăn cơm chiều cũng chẳng sao, không có gì phạm giới hết, xả rồi. Xin thầy giảng nghĩa cho con hiểu bát nạn biên địa là nghĩa như thế nào. Bát nạn tức là tám cái nạn. Thứ nhất á, bốn cái nạn đầu là đuôi điếc câm ngọng. Bốn cái nạn sau á, là một là mình sanh trước Phật, hai là mình sanh sau Phật, ba là mình sanh vào một cõi trời mà có cái tuổi thọ quá cao, gọi là trường thọ thiên. Cái thứ tám đó là mình ỷ lại, mình có cái trí tuệ thế gian thông minh, nó cũng cản trở mình lắm, gọi là nạn. Nạn là gì? Tức là nó ngăn che, nó cản trở thì gọi là nạn thôi. Thí dụ bây giờ mình đang đi, mình muốn tới cái chỗ đó lúc 4 giờ, tự nhiên đụng xe cái mình bị nạn, tức là bị delay, bị trễ lại. Thì ngày xưa các vị mới nói là mình có 8 cái nạn đuôi, tại vì mình mù, mình điếc, mình câm, mình ngọng á, thì mình sẽ không có tiếp xúc nghe được những lời hay, cho nó chướng ngại mình. Rồi cái thứ năm là gì? Thứ năm là mình sanh ra trước Phật, bởi sanh trước Phật thì không gặp Phật, mà sanh ra sau Phật thì mình cũng không được gặp Phật. Rồi cái thứ bảy là mình sanh ở một cái quốc độ, một cái thế giới mà tuổi thọ quá cao, thì không có cơ hội cho mình quán vô thường để mình tốt, rồi mình ý lại. Cho nên mình lo mình đi chơi nhiều hơn. Chư thiên ở cõi trời tu khó là tại vì sung sướng quá khó tu. Thôi đừng nói sướng cả chư thiên nha.
sướng cỡ mình đây cũng khó tu rồi đó. Nếu mà không thúc tu là cũng khó tu rồi đó. Rồi cái thứ tám là gì? Thế trí biện thông. Thế trí biện thông là ỷ mình thông minh, cho nên rồi không có chịu nghe ai hết, không có biết tiếp nhận lời của ai hết. Cho đó là tám cái mạng. Còn biên địa là gì? Nói ra cái chữ nghĩa là thông thường là sanh ở một cái quốc, ở một cái biên giới giữa hai nước. Mà thường thường biên giới thì thường có chiến tranh. Mà thường có chiến tranh thì sao? Ở không yên ổn. Còn nếu nói cho nó rộng nữa thì nó biên địa là gì? Là những nơi không có văn minh, những nơi không có sự học hành, những nơi hẻo lánh, không có thầy tốt, bạn lành, đều là biên địa. Đó là bát nạn biên địa. Khi nào hết giờ nói nha. Hôm nay con được gặp thần tượng của con mừng cũng khóc luôn. Thầy ở ngoài thật đẹp và oai nghi. Xin thầy khai thị tâm trí cho con câu hỏi này. Làm sao cho con bỏ được tánh nóng của mình? Cho xin số phone. Bây giờ muốn bỏ cái tánh nóng không? Học bài kệ này cái bỏ được cái tánh nóng. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Bốn câu thôi. Cái giận làm tôi xấu, angry makes me look ugly. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Thí dụ người đó làm mình giận, quay về thủ hộ ý là tôi đang giận, nói với mình là tôi đang giận. Thôi, người ta cũng không biết người ta mới làm vậy. Chứ biết ai làm. Tức là mình từ quán, tức là lấy cái lòng từ mình quán chiếu để mình có thể buông bỏ được cái giận. Tại mình giận người đó là tức là mình có cái sự trách móc. Là trách là tại vì sao họ không làm đúng như ý mình. Nó có cái duyên do của nó. Chứ không ai khi khổng khi không mà giận. Tại vì khi mà người ta làm không đúng ý mình là mình giận à. Vậy thì khi đó mình phải suy nghĩ trở lại. Và thưa đại chúng ở trên đời này, cái chuyện mà người ta làm không bằng lòng mình nó nhan nhã, nó nhiều lắm. Mà nếu mình chịu giận kiểu đó chắc không bao giờ mình có đụng người. Nếu mà chịu giận là vì xung quanh mình nhiều người ta làm mình gọi là không đúng ý mình. Cho nên một trong những cái cách mình quán khi mình giận á, là quán vô thường. Có được lúc có hoàng nghĩ vậy nè. Trời ơi, mình luôn luôn thích, nhiều lúc mình cũng bực bội lắm. Quý vị ở nhà có một hai đứa con mà em tới 15 thì quý vị nghĩ cỡ nào. Cho nên Phật tử này hỏi thầy có bị cao máu không? Cái Pháp Hòa nói đùa, Pháp Hòa nói dạ máu thì đã cao, giờ chỉ cần còn trào nữa. Thì kêu trào. Đủ kiểu đủ cách đó, mình nói tới vừa xong là nó quay là đi chèn, đúng không? Con cháu bên nhà vậy đó. Cho nên mình cứ quán, có đôi khi mình giận quá mình sẽ nói những lời thô. Nói thô xong rồi hôm khác mình giảng nó, mình biểu nó làm này cái mình tốt dột. Thầy mới sanh với con bữa hôm mà bữa nay thì ngồi vô thầy giảng thầy biểu đỉnh sanh. Tự nhiên mắc cỡ quá. Có đôi khi như vậy. Phàm làm con người ai cũng có những cái lúc gọi là buông lung. Do nhiều khi mình vui quá mình buông lung. Có đôi khi mình bực bội quá mình buông lung. Buông lung là gì? Tức là không còn kềm chế được chánh niệm, sống buông thả. Nhiều khi vui quá mình cười hô hố nó lố đi cái nó hơi quá cái tư cách cái vai nghiêm của người tốt. Thì tự nhiên mình thúc liền trở lại. Cho nên không có ai giỏi gì hết trơn.
Hôm qua có một cái bà Tây, bữa có bà bay qua đây nè, thì có bà bước vô ngay cái chỗ mà custom của Mỹ đó, thì cái bà xét cái vé đó, bà mới chấp tay bà xá hoàng cát. Thì bà mới nói là tôi mới học cái này tuần rồi á. Tại vì tôi thấy thầy đi đây hoài mà tôi không biết chào thầy sao. I don't know how to greet you. Và tôi hỏi một cái cô kia, nếu tôi gặp một ông thầy tu thì tôi phải làm sao? Thì cái cô đó nói là chấp tay xá. Cho nên bữa nay hơn quá tôi gặp thầy tôi xá. Thì khi Pháp Hòa mới chào bà xong, cái bà mới nói là it's good to know something new. Và nói vậy đó, thì Pháp Hòa nói you're right, there's no waste for us to learn something new. Thì Pháp Hòa mới nói, tôi thường nói với đệ tử tôi, học ở trong trường có ngày sẽ hết, học ở ngoài đời tới ngày mình chết. You learn from school, one day will be done, finished. But you learn from life until the day you die. Tức là mình học ngoài đời không bao giờ hết. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chỗ nào còn chúng sanh là chỗ đó còn tham sân si. Như vậy trong kinh hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở nơi mỗi chúng sanh. Nơi nào còn chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Xin lỗi vì trong cái chùa này có địa ngục không? Có. Nếu mà tâm người nào đang khởi tham sân si, kinh đã xác định ngày nào còn là chúng sanh, ngày đó còn tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó có địa. Vậy thì nơi nào còn nơi nào còn có cái phốt, nơi đó mình xin hồi hướng. Để thay đổi không khí ha, xong rồi hát cho quý vị nghe. Có thể cái bài này nó cũng tương đương với câu mình mới vừa trả lời. Đây là một bài thơ cổ nhạc. Bài thơ như thế này: có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vàng móc sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát cuộc sống. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đảo. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Cái bài thơ đó ý muốn nói rằng, nếu ở nơi nào có cây ngô đồng, theo truyền thuyết thì con chim phượng nó sẽ đậu ở cây ngô đồng. Cây ngô đồng có mặt để cho con chim phượng nó đậu. Tình thương có mặt để cho mọi người nương nhờ. Câu ý nói vậy: có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng có tình thương sống. Mà tình thương có mặt thì chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên mà sống, mà hành đạo, mà giúp đời, mà giúp người, mà không bao giờ có sự cố chấp. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Chim bồ câu là tượng trưng cho sự hòa bình, an lạc. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Ở trên đời này, nếu chúng ta có tình thương thì nơi đó sẽ được giải tỏa khổ đau.
Vừa rồi con Hoàng có gặp một người mẹ nuôi một đứa con mà cô buồn lắm, tại vì nuôi vài con nữa làm biến ăn, không chịu ăn, mê chơi game, bây giờ thân thể nó ốm ho bệnh hoạn. Thì Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa nói chuyện thì ngay lúc đó có một đứa nhỏ khác cũng y chang như cái đứa con của cổ nó đi tới. Cái Pháp Hòa mới nói, chị có thấy cái tờ giấy đó đi tới không? Và dẫn mỏng dách của tờ giấy. Cái em này nó về chùa lấy thường lắm, mà Pháp Hòa cũng nuôi nó kiểu vậy, là nuôi con nít kiểu này tình thương cần phải lắm. Tại vì mình la hét nó, mình chê bai nó sẽ làm cho tâm hồn nó tiêu cực hơn và nó sẽ càng ốm ho hơn. Phải khen nó, phải năn nỉ nó, phải ngồi nói chuyện với nó vui vẻ cho dù, rồi đồng thời tiếng bạn cho nó chơi để bạn kia ăn nó ăn theo. Trẻ thơ nhớ người, như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như tranh nhớ sách. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Thân đi trong đời, cởi trên ba đạo. Đâu phải tu dễ đâu, đâu phải hành đạo đơn giản đâu. Không phải lúc nào cũng bình yên, mà lúc nhiều lúc cũng sống gió. Đó là cái bài thơ. Và chỉ cần bắt một cái cầu từ hang địa ngục, mình sẽ vớt người lên tới cõi trời để mở hội ngàn sanh. Và đại chúng nghe bài thơ của nhà. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luân lệ nhiều khi như bằng mốc sắt, giam người trong kiếm trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đầm nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chín bồ cầu bay liền trời cao. Trẻ thơ với người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luân lệ nhiều khi như vành móng sắt, giam người trong kiếp trong luân thương đau. Như lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đậm nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chín bồ cầu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi.
sao. Giờ mình ngồi đứng không? Em là nghe tiếp. Rồi bây giờ đáng một vài câu hỏi nữa nha. Kính thầy cho con xin hỏi. Có người nói chết là hết, xin thầy giảng dạy cho con thêm. Thì đúng rồi, chết là hết mà hết thở, chứ Phật tội cũng không có hết. Tại ta không thấy thôi. Bây giờ có một ví dụ. Ví dụ bây giờ một cái đám mây nó tích tụ ở trên, nó rơi xuống làm mưa. Bất quá là mây bây giờ nó biến thể, nó không còn là mây mà nó là mưa. Trong khi nó rơi từ trên nó xuống chúng ta gọi là mưa, mà khi nó xuống đất rồi thì chúng ta gọi là nước. Rồi bây giờ nước cũng là nước, không? Nhưng mà hễ mà nước trong ly thì kêu nước trà, nước trong cái đen đen thì kêu cà phê, nước trong cái nồi kia thì gọi là nồi nước canh, cũng nó mà khác tên. Cho nên cũng đám mây đó mà nó đâu có hết. Nó biến ở một cái, nó đổi một cái dạng khác thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy không? Nhìn tờ giấy này, nhưng mà mình gọi nó là giấy, nhưng mà thực chất nó là từ cái gì ra giấy. Như vậy thì cái cây đó mà đốn xuống á, thì nó có hết không? Không, nó biến thể qua một cái dạng khác. Vậy thì ai nói chết là hết là tại vì ta chỉ nghĩ đơn giản chết là hết thôi, không có gì hết hết. Bây giờ có quà nói này, bây giờ quý vị uống lấy cái ly nước có quà là có một uống miếng ra đây. Giảm ở đây phải không? Nhưng mà nó tăng ở đâu? Giảm ở đây mà tăng đây. Rồi bây giờ 2 tiếng đồng hồ sau thì giảm trong này mà đó. Có gì tăng có gì giảm. Quý vị lấy cái sẻng quý vị xúc một muỗng đất, thấy nó lớn ở chỗ này nhưng mà nó giảm chỗ này mà nó bồi nó tăng chỗ này, không có gì. Cho nên mình không hiểu mình nói vậy, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu nè, cái hoa này nè, một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau nó chết, nó thành ra rác, nó làm phân bón, mình không còn gọi nó làm hoa và lá mà gọi là phân. Nhiều phân này nó tiếp tục nó nuôi cho những cây cỏ khác, nó tiếp tục nó sanh. Vậy thì ngay cái bình hoa này nó cũng đâu phải lần đầu tiên nó có mặt đâu, nó đang là sự tiếp nối của muôn ngàn những cái hoa trước. Quý vị chú ý như vậy, mình là tiếp nối của ông bà, rồi con cháu mình là tiếp nối của mình, không có gì. Cho nên mình kêu là tờ giấy mà thực chất nó đâu có gì giấy, nó là cây. Vậy thì cái cây này là cây thì không biết chữ được, cho nên ta có một cái công nghệ khác, kỹ thuật khác, ta biến thể nó để nó thành một cái loại mềm mại như vậy để viết thôi. Không có hết. Cho con hỏi tại sao mỗi lúc con niệm Phật là con khóc, và luôn có một sức mạnh vô thường giúp con thấy được ánh sáng Phật Pháp. Điều đó có phải là do con làm hay tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ mỗi lần niệm Phật là con khóc? Cũng có gì đâu, tại mình dư nước mắt mình khóc. Nói đùa thôi nha. Thưa đại chúng, khóc thì nó có hai dạng khóc. Có nhiều khi á, mình vui quá mình cũng khóc, phải không? Khóc đâu có nghĩa là chỉ buồn mới khóc, mà đôi khi sung sướng vui mừng cũng khóc. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần Pháp Hòa lau tượng Phật là Pháp Hòa khóc, mỗi lần Pháp Hòa lau tượng Quan Âm là Pháp Hòa khóc. Mà hồi nhỏ biết sao mình cứ mỗi lần bên cạnh Đức Quan Âm, lau tượng Đức Quan Âm thì mình cứ nói: mẹ ơi, con lau cho mẹ nhớ phù hộ con thông minh. Hồi nhỏ không có ai dạy mình,
Nhưng mà mình đi chùa mà mình lao tượng Quan Âm á, tại cái hồi đó cái tượng thờ không có cao, cái bệ mà leo lên được, mà mỗi lần leo lên là lao cái tượng Quan Âm, mà có bà rất thích cái công việc đó. Mà lúc đó bà khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, mà mỗi lần về chùa là có bà thích cái công việc là đi lấy cái khăn xuống cái ao xuống, nhúng nước lên lao tượng, và trong khi lao mình nói như vậy. Đến lớn thì năm 15, 16 tuổi đi tu, 15 tuổi đi tu thì cái khoảng thời gian đó có bà hay tụng sám hối. Mà mỗi một lần Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sa là có bà khóc. Vì những giọt nước mắt sung sướng là vì mình ham được tụng kinh thì ngày nay có được tụng kinh. Cho nên khi mình tụng kinh mà mình khóc á, đôi khi là vì mình thấy cái lời kinh sao nó thấm thía quá đi. Nó đúng với cái tâm trạng, đúng với cái xã hội, đúng với cái cuộc đời. Tự nhiên mình khóc. Thí dụ như có một cái bài này. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và giận hờn. Mình thấy quá đúng. Rồi có nhiều lúc mình đọc một cái bài kinh mà mình thấy nói sao mà đúng như cái cuộc đời, sao tự nhiên mình vui cũng có, mình cảm xúc. Cho nên đừng có lo, dù như mình tụng kinh mình khóc cũng chẳng ai dựa mình, mà cũng chẳng ai phải là nghiệp. Thí dụ như mình tụng kinh mà mình ngáp đó, tụng kinh là mà hãy mở cuốn kinh ra là mình tỉnh, mà hãy vô kinh là mình ngáp, có nghiệp đó, nghiệp hôn trầm. Rồi bình thường á, mình ngồi thiền, à, mình bình thường mình ngồi chơi không sao hết á, mà hãy mà vô ngồi niệm Phật, ngồi thiền bắt đầu cái giải hoài giải quỷ, nghiệp trào cử. Nó có 5 loại chướng ngại làm cho mình tu khó. Buồn ngủ là 1, trào cử là 2, rồi gì nữa, phóng dật. Tức là sao? Vô tụng kinh là nghĩ lung tung, nghĩ tùng lum tà la hết, mà bình thường không có gì để nghĩ. Đó là nghiệp. Thì muốn hết mấy cái đó xong không? Lại Phật xong thôi hết. Nhưng mà nhớ là khi bị như vậy đừng buông nha, đừng bỏ nha. Nói trời ơi sao tôi tụng kinh mà tôi nghĩ bậy quá, thôi chắc tôi nghĩ thì tôi cũng tụng nữa đâu. Đừng. Nó càng như vậy phải càng tụng, tụng để nhờ kinh văn và nghiệp lực tiêu trừ. Phải tụng, nó càng loạn thì phải càng niệm Phật, chứ đừng vì nó loạn rồi mình không niệm. Có nhiều vị nói thôi bây giờ tôi còn sân si lắm, tôi chấp tu. Chính còn sân si cho nên mới tu. Tu để tắt sân si hoặc là giảm sân si. Thôi tâm tôi còn chưa định, để khi nào tâm tôi định tôi tu. Chừng nào mới định nếu không tu. Không tu lấy gì định, mà không định thì muôn đời cứ loạn. Cho nên thôi đừng có lo. Vì nào mà tụng kinh mà khóc đó là nhiều khi túc duyên của mình đã được gặp những cái bản kinh này nhiều đời kiếp rồi. Đời nay mình gặp lại có một cái gì đó nó cảm xúc. Con có 3 đứa con trai tuổi từ 5 đến 10. Con muốn cho mấy cháu được quy y mà vợ con nói còn nhỏ quá quy y, không giữ giới sẽ bị tội. Con nói là được không? Sao mà vợ con không tin? Hôm nay con xin thầy cho tụi con biết là quy y được hay không. Thưa đại chúng thì nó có nhiều cái cách để mình quy y. Đối với các em nhỏ nó chưa có ý thức, mình cũng có thể quy y cho nó. Nhưng mà đó là quy y gieo duyên. Bởi vì nó chưa có ý thức mà, nó đâu có nhận thức quy là gì. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng ô mình quy y vậy rồi nó không làm nó tội, không có. Nó gieo duyên, mình gieo duyên cho nó. Đến khi nó lớn, nhưng mà trong thời gian nó đã quy y rồi, rồi nhỏ mình cũng thường xuyên dẫn nó về chùa. Để chi? Để cho nó tiếp cận gần gũi Tam Bảo, để đến nó 10, 11, 12 tuổi nó hiểu biết, nó phát tâm nó quy y. Thậm chí đừng nói con nít nha, người lớn này nè, 30-40 tuổi đi quy y mà tới hồi hỏi lại nó dạ đâu biết đâu, tại lúc đó tôi thấy ai cũng rầm rầm quy y. Quy y phong trào. Tại mình quy y, nhưng mà một khi mình hiểu ra rồi thì mình mới thấy được cái pháp quy y nó quan trọng. Cho nên thôi quý vị đừng có lo, nếu con còn nhỏ cũng cứ cho nó quy y để nó kết duyên với Tam Bảo. Phải không?
Cũng giống như bây giờ nè, quý vị đi tu Bát Quan Trai hay là quý vị đi xuất gia Giang Duyên vậy đó. Ta kêu là đi gì? Gieo duyên mà, chứ biết chừng nào mới được đi tu. Nhưng mà nếu mình không gieo duyên thì chừng nào duyên nó bén. Phải không? Cho nên mình cứ gieo, cứ gieo. Có cơ hội là cứ gieo duyên. Cho nên đó, phá quà dễ lắm. Bây giờ phá tu xuất gia gieo duyên 10 ngàn. Ai nói giờ tôi tu có ngày được không? Cũng được. Nó bởi vì đã nói là gieo duyên thì không từ chối bất cứ một duyên nào. Dù người ta chỉ xin một ngày cũng phải cho. Bởi vì mình muốn người ta được gieo duyên. Như vậy. Thưa Thầy, cho con hỏi làm sao mới gọi là hiếu tốt? Hiểu này chắc muốn nói là đối xử với gia đình, cha mẹ vậy đó. Thưa đại chúng, nó có những cái loại hiếu, tiểu hiếu và trung hiếu và tiểu hiếu. Tiểu hiếu là mình cho cha mẹ ăn, mặc, ở. Trung hiếu là mình là nghe lời cha mẹ, ngoài chăm sóc còn nghe lời, mình không cần biết cha mẹ nói gì, phải quấy trắng đen thì cũng nghe hết. Trung hiếu đó. Nhưng mà đại hiếu là mình biết hướng dẫn cho cha mẹ quay về với con đường đạo Phật. Cái gì mà mẹ nói không đúng, đôi khi mình cũng phải góp ý, chứ không phải mẹ nói gì cũng đúng. Tại vì đôi khi người lớn tuổi có cái nhìn của người lớn tuổi mà nó không có rõ sự thật thì chúng ta phải góp ý. Như vậy không có bài học. Nếu mình nói mà mình có cái tính cách hằn học hay là mắng xả thì không nên. Mình chỉ nói để cho cái việc này nó tốt hơn. Quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên, tại sao chúng ta gọi Ngài là đại hiếu mà Ngài có nuôi mẹ gì đâu. Nhưng mà tại vì Ngài đã làm cho mẹ hết khổ. Trong kinh Đức Phật có nói như thế này: người muốn trả hiếu cho cha mẹ thực hiện bốn điều. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Bố thí là phải cung cấp cho cha mẹ là đồng rồi. Và bên cạnh đó phải đem những lời giáo lý truyền đạt cho cha mẹ để cha mẹ phát tâm. Có những khi cha mẹ không phát tâm bởi vì cha mẹ sống nghèo khổ rồi, bây giờ có chút ít cha mẹ hay giữ, cha mẹ không chịu cho. Bây giờ mình mở cửa đại nhà băng không được, lâu lâu mình xin một vài đồng để cho cha mẹ mở cái tâm bố thí. Tức là mình phải có cách. Tùy theo những bậc cha mẹ thế nào mà chúng ta trả cái hiếu bằng cách nào cho cha mẹ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là khi cha của Ngài mất, Đức trước khi ông vua Tịnh Phạn mất, Đức Phật trở về hoàng cung thuyết pháp cho vua cha nghe để vua cha hiểu đạo. Khi vua cha mất rồi, các vị khiêng quan tài đi thiêu, Đức Phật nói cho tôi xin một phần. Tức là đức thân Đức Phật bước vào trong cái hàng ngũ đó để khiêng quan tài đi cho ông cha. Rồi đối với mẹ của Ngài, Ngài trả hiếu bằng cách là lên tận cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ Ngài nghe. Ngài Hư Vân Đại Sư sanh ra, mẹ Ngài chết khi vừa sanh Ngài ra. Nghĩ đến cái ân tình của mẹ, Ngài phải tam bộ nhất bái đi lên tới Ngũ Đại Sư để trả hiếu cho mẹ. Như thế thì các bậc đại hiếu người ta đâu có cho ăn uống gì đâu, nhưng mà người ta cứu cái tâm hồn đau khổ của cha mẹ. Nhiều khi mình cho cha mẹ ăn đầy đủ lắm, nhưng mà anh em mình sống bất hòa, cha mẹ đau khổ trong lòng mình đâu có biết. Và mình nghĩ rằng mình cho cha mẹ ăn vậy là mình hiếu dữ lắm rồi, mà mình đâu có biết rằng cái mà quan trọng cha mẹ cần ở nơi mình là anh em hòa hợp. Mà chỉ cần hôm nào mà anh em ngồi lại được với nhau, nói chuyện được với nhau, khỏi cần ăn gì mà mẹ vẫn vui. Quý vị hiểu được cái điều mà nói. Cho nên tiểu hiếu chỉ là nuôi nấng chăm sóc cha mẹ. Còn nếu mà mình vừa chăm sóc cho cha mẹ mà vừa nói đạo lý cho cha mẹ nghe, hướng dẫn cha mẹ niệm Phật nữa, thì đó là đại hiếu. Pháp Hòa có một anh Phật tử năm nay 60 mấy tuổi, nuôi cha 90 mấy tuổi, không có gia đình. Ông cụ già hay quên niệm Phật. Anh này đút cơm cho ba ăn mà niệm Phật cho ba nghe. A-di-đà-phật. Ba hả miệng ra cái ông già mô Phật. Ông là biến A-di-đà-phật, nói mô Phật rồi. Để nuôi cha. Thì Pháp Hòa tới mà thăm đây là hiểu rồi.
sao không có giảm mà nó tăng hoài. Con xin thưa cùng thầy, con tu tinh tấn nhưng còn thích xem phim. Thỉnh thoảng con chúc, con xem chút chút có phạm giới hay không? Cái này giống một cái câu hỏi cách đây không lâu, có bà đi giảng, có một cái Phật tử này: thưa thầy, ở trong giới nói là không được uống rượu cờ bạc, một năm con chơi 4 lần có tội. Thưa đại chúng, mà xem phim là nó thuộc về giải trí, nghe nhạc là giải trí, đi chơi là giải trí. Cuộc sống của con người á, nó phải quân bình cả hai mặt, làm việc và giải trí, ngay cả người tu. Nhưng mà mình phải biết cái giải trí nào nó lành mạnh thì là không phải, chứ không có gì là sai. Thí dụ như bây giờ á, mình một ngày mình làm việc mệt nhọc, đi làm về mình thích mở một bản nhạc mình nghe, giải trí thôi mà, được không sao hết. Nhưng mà đừng có đắm nhiễm gì hết trơn là được. Biết mục đích của nó chỉ là làm cho tâm hồn mình thư giãn sau một thời gian mệt nhọc. Cái chính yếu vẫn là phải sự trở về với tỉnh thần. Giống như các chú nhỏ đi tu, còn nhỏ quá mà sanh đẻ ở Canada không, bây giờ vô chùa mà tu mà ăn chay, đi mặc đồ tu đi học là mình mừng rồi. Cho nên Pháp Hòa hiểu cái tâm lý đó. Lâu lâu huynh đệ Pháp Hòa cho đi chơi, chẳng hạn như mỗi chú có một chiếc xe đạp, mùa hè là lái đạp xe đạp đi chơi bên công viên. Pháp Hòa cho sắm banh, kéo nhau qua bên kinh park chơi đá banh, chơi hockey. Những cái đó là những giải trí lành mạnh, phải cho giải trí. Thậm chí lâu lâu các bạn nói mấy huynh đệ tập hợp lên rồi con coi có cái phim hoạt họa nào hay chơi vui vui, mở mấy anh em coi. Để mà đừng có bị, nhiều khi nó vô trường nó học, bạn bè hỏi nó cái gì nó không biết, người ta cười nó, thì tự động nó nói, thì ra mình tu là mình bị mất hết. Từ đó mình sẽ mất nó. Cái mục đích là làm sao mình giữ đứa nhỏ để nó tiếp tục con đường của mình, còn những cái nhỏ nhỏ. Thấy không? Người làm việc lớn không có câu nệ cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện nhỏ nó không có gì quá đáng. Ngay cả ở Việt Nam, những trường Phật học, thỉnh thoảng các thầy đi chơi đá banh, thể thao, thể dục cho tinh thần mình nó thoải mái. Quý vị nhớ là chúng ta có 5 cái cách để dạy. Dạy cho người đó có trí tuệ thông minh gọi là trí dục. Dạy cho người đó biết cái đẹp gọi là mỹ dục. Dạy cho người đó có thể chất tốt gọi là thể dục. Dạy cho người đó biết chữ biết nghĩa để đọc gọi là giáo dục. Và dạy cho người đó biết lễ gọi là đức dục. Vậy Việt Nam chúng ta có 5 cách dạy. Không thể nào một trường học mà thiếu thể dục. Nhà trường phải có thể dục. Ngoài những giờ học của học sinh. Vậy thì cái giải trí của chúng ta hàng ngày không có sai. Nhưng chúng ta phải biết cái nào lành mạnh thì chúng ta tiếp xúc. Còn nghe nhạc không có tội, chơi cho vui, thoải mái chút về được rồi. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy một lúc nào đó mình nghiện ghiền đó là mình biết nó lôi kéo mình rồi đó, thì thôi mình phải phút liệm trở lại. Thật sự ra mình xem nhiều thì mình mất thiệt giờ chứ không có gì hết. Bị xem phim thì nhiều tập lắm. Mà những người mà người ta làm phim đó, người ta biết lắm, đang đánh sắp chết cho nó hết ngay chỗ đó. Rồi cái thì các mình nói, để con coi chú này, con coi thằng này nó có chết không. Rồi con đi tụng kinh. Nhưng mà nếu như á, mà cái người làm phim mà họ không có tâm lý mình, vậy sao họ làm ra được nhiều tập? Thật sự ra chỉ nói một cuộc phim 2, 3, 4 năm là kết thúc rồi, mà 2, 3, 4 năm đó ra 50 tập. Bởi vì nó cứ kéo dài tình tiết lên thế. Phải không? Thành nữ ra nhiều khi coi phim á, coi mà coi gọn gàng, coi cuốn 1, hiểu nội dung tình tiết, coi cuốn cuối kết thúc rồi. Có ai coi phim kiểu đó không? Coi rồi cuốn 1 là biết nhân vật đại khái á, rồi biết câu chuyện đại khái gì được rồi.
Còn á, đừng có quan trọng cái chuyện mà nó đánh chưởng đó chút ngay chỗ nào chỉ mà võ công gì, không có quan trọng coi là happy ending hay là sad ending. Quý vị biết không, nhiều lúc á con người mình nó rất là thích náo động, nhưng mà có những lúc mình rất thích sự yên tĩnh. Kính bạch thầy, cho con hỏi, má con mặc dù có quy tam bảo và hàng ngày có nghe pháp thầy giảng nhưng vẫn còn sân si lắm. Trời, cái này là thầy nổi tiếng dữ ấy. Mỗi lần thường hay suy nghĩ tiêu cực về những người xung quanh, mỗi lần mở miệng là con có thể đoán trước sắp nói điều gì không hay về người đó. Con không muốn nhưng suy nghĩ đó là má, làm cho má bệnh nặng hơn vì má con đang bị bệnh nặng. Làm sao con có thể giúp má con được? Cái này á, là nó không phải bệnh nữa rồi. Đây là nghiệp. Bệnh nó có ba dạng: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh chữa bằng ăn uống thuốc men, tâm bệnh là tâm lý, nghiệp bệnh là phải tu phước và sám hối. Thôi bây giờ mỗi lần mà mình nói không được mẹ đó, thì mỗi lần mẹ mà nói vậy, mình nguyện cho mẹ con tiêu trừ nghiệp tội, biết quay về với chánh pháp. Nhiều khi á, mình phải thực hiện cái câu này. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Có nhiều khi có những người mình không được là bởi vì vai vế người đó, địa vị người đó, quyền thế nhà. Trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta muốn làm người tốt không phải dễ. Nhiều khi chúng ta muốn sửa đó ai đó không phải dễ, tại vì cái địa vị người đó, quyền thế người đó, vân vân, học thức người đó, mình không có thể làm gì với người đó được. Thì nhưng mà mình có một cách là mình hướng tâm về, chuyển tâm cho người. Cái này nó cần dụng công nhiều. Ví dụ mình biết mẹ bệnh đó, mẹ đang mang một cái chứng bệnh mình đang biết đó. Mỗi lần mà mình mang thuốc cho mẹ uống hay là mình nấu cơm cho mẹ ăn, mình cầu nguyện, chú nguyện. Rồi mỗi một lần mà mình làm thì mình phải đại vì cho mẹ, mình sám hối cầu nguyện. Chứ thôi là khó lắm, bởi vì đây nó thành nghiệp. Đây có một cái câu tiếng Anh: nếu action của mình from past life and this life will determine our future life, what is the purpose of samhoi? Don't we have to pay karma debt so no one can really forgive us? Câu hỏi là nếu lỡ mình làm tội của quá khứ thì đời này nó ảnh hưởng đến hiện tại, mà cái mục đích của sám hối là gì? Nếu mình sám hối mà hết tội thì cái ý nghĩa là mình trả nghiệp nó ra sao? Thôi bây giờ phải nói tiếng Anh, câu này phải hỏi bằng tiếng Anh. Sám hối in Buddhism means not only confess, but it also means to renew yourself. What you have realized you wrong, you have done wrong, from that moment, you should stop what you have continued to do and renew what you should do. Let example, I have used this body wrong in the past. So since I recognize my mistakes, from now on, I still use this body to do something good in order to help others. This is the true confession in Buddhism. Confession somehow doesn't mean how many vows you do per day. You also need this in order to cut off your wrong mistakes when you are free. When you free time, you do somehow. Take that time in order to cultivate your mind.
But also you must strongly put your good intent into your intending to renew yourself. Do not kill yourself. Do not mistreat yourself. You should use your body, your wisdom that you have done in the past wrong. Now transform that and make it do something better. Let example, this table have done something, have used something not meaningful in the past. But now we realize, oh, this have done, have hold something not right. Doesn't mean you break this table, but you reuse this table in another way that proper, that makes sense, that more reasonable, more meaningful to others. So that is how Buddhism supports. You stop what you have done, you change what you have done, and you continue to positive yourself. Amen. Còn mấy câu này Pháp Hòa hẹn với quý vị thì sao? Giờ quý vị ngồi nữa quý vị mệt lắm. Mà mệt cái nói chứ không nghe vô mệt quá. À, bây giờ mình đã ngồi đây 2 tiếng rưỡi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được một lần nữa về thăm đại chúng. Nhân cái chuyến Phật sự kỳ này, và khuya nay Pháp Hòa sẽ đi ngược lại bên Canada để Pháp Hòa có ngày sinh hoạt ở bên Vancouver sáng sớm ngày nay. Thì Pháp Hòa rất cảm ơn tất cả quý Phật tử ở địa phương này cũng như các cùng phụ cận đã tạo mọi cái duyên để cho chúng ta được gặp nhau và chúng ta sinh hoạt một ngày Phật pháp như thế này. Thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta có 24 giờ. Và nếu chúng ta biết ứng dụng 24 giờ một cách đầy đủ thì 24 giờ này nó không trở thành là 24 giờ lãng phí. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, Ngài Khổng Tử đã từng dạy chúng ta: triêu văn đạo, tịnh tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế thì cái chết mà cho đến với chúng ta bất cứ giây phút nào, mà nếu cái chết đó mà trong thân tâm chúng ta chứa chan đạo lý thì chúng ta đã có đường đi rồi, cho nên không có gì phải lo sợ. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an vui, tinh tấn tu học. Và một lần nữa xin niệm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã không quản ngại cực nhọc cũng như đường xa về quy tụ về đây để chúng ta có một ngày đầm ấm với nhau trong tinh thần Phật pháp. Chúc quý vị luôn an lành. Và hôm nay quý vị có vui không?